Chúa ơi, các bạn ơi, cái kiểu này chắc chết nữa rồi các bạn ơi. Trời ơi, thứ gì mà chịu nổi cái mùa Tết này. Trời ơi. Đây, còn có một cái nha các bạn. Này anh em Thành đi thăm bị rắn bên xứ lạ quê người nha các bạn. Bị thằng nhỏ nó đi ấy. Để Thành vừa thăm cái đầu tiên coi. Hay hướng đợi hơn. Xin chào cả nhà. Để anh thăm cái đầu tiên đi coi. Cái đầu tiên bữa hôm cái luồng bảy là Thành đặt có 26 cái nhưng mà Thanh bỏ ghê bên kia hết cái nha các bạn. Có thấy mặt mũi còn gì đâu. Bãi nhà te. Trời hết lúa luôn chỗ còn sống luôn. Mình mới tới. Em Tiến vừa bước vô trong trong cái đám này luôn nè các bạn. Em nó vô gút cái bãi này. Chứ còn gút vô còn giá trời dính con nè. Có không cô Phương? Phương, có không? Hả? Rồi được mất đẳng. Có gì đâu là vô đó thăm 6 cái đi mò 7 không rồi đi kiếm 7 thế mẹ luôn, có con nào đâu. Sáu cái rồi các bạn, 6 cái mà chưa có con nào. Đi qua đây chắc nghi là không có đồng bạc săn luôn á, nhờ giờ 6 cái thật 26 cái, thậm 6 cái còn 20 cái cuối cùng á. Bây giờ em thông 7-8 cái rồi, còn lại nhỏ xíu thả chứ có làm gì đâu. Nay cái quần văng lên cái ổi rồi. Thấy bự bự nướng mẹ ăn luôn rồi. Cút cu vô đó rồi hả? Vô cút mấy cái bãi giống á, kêu lấy chuột không lấy là không lấy. Đâu, được rồi. 200 gram ạ. Tiến đặt 2 cái, 6 cái, dính con nào, đặt 2 cái dính con, lấy sau, không lấy chuột. Bắt chuột kìa, bỏ vô. Cho mượn con. Bắt đại mấy con đi, đi thăm luôn. Anh có cái bẫy không đó nè. Hồi có gì ra đưa. Nè, bắt mấy con chuột đi. Đại đi. Trời ơi, đại, bắt mấy con đi. Đâu đem bú đứa rồi, anh em có 2 mấy bịch đứa hả? Thì ta nè, cái bẫy không anh nè. Rồi em lấy em bỏ đó, bà làng à. Em lấy cái bẫy anh em bỏ miếng chuột vô. Để đi tới cuối giờ. Cuối cái gì, hồi mày vô thăm rồi, mấy cái đồ có gắn rồi sao? Bỏ đó chứ sao phải. Mày khùng quá mày. Anh 6 cái rồi, hết 6 con chuột còn sống ngang răng. Bà làng hả? Cạn đâu hồi em rút tay cái kia có bẫy nó rồi. Có chứ mày lỡ dính gắn rồi chuột đâu mà thay rồi mốt vô thăm rồi chắc thăm bẫy không ha. Nè lấy gấp gấp đi. Bỏ mẹ nó. Phái chuột nhỏ bắt mấy chuột nhỏ đi. Cái này gắn rít. Anh tới 10 đem theo tới 18 con nè. Sáng mới lấy thằng kia 2 con. Cũng đâu có ấy vô được. Nha. Vậy. Hỏi sao bắt vậy? Tại á thì mày hí ra cho nó chạy qua. Ra. Vậy hiện hồi hí cái lồng này cái nó chạy qua lồng kia. Không vậy? Phương kia em bắt nó thôi đi nào thăm xong. Rồi. Phương nó có 12 con đó à. Còn anh giờ 20 cái mà giờ 18 con chuột nè. Mấy cái không dính. Bữa nay chắc anh không có dính gì đâu. Còn 20 cái đúng đó. Thăm hai mấy cái, 6 cái hả? 6 cái rồi đó. Dở lên em ơi. Mượn 5 con đi. Rồi. Thấy chuột nhỏ, bắt chuột nhỏ đi. Nhỏ không? Thì, nhỏ đâu? Thì đó, thì nhỏ là vô đó. Nhỏ. Nhỏ là nhỏ là vô, không chứ đâu có nhỏ dữ đâu. Chuột nào không đặt không được. Trời, ta chuột nhỏ và chuột mạnh không ơi. Chuột cậu đừng chết rồi được à. Một con.
Sao không lấy cái bẫy anh kìa. Hai con. Giờ tôi gắp cho mày ơi. Chỉ đi nhỏ. Đúng không? Thì bắt đi. À con. Phú không phải đặc biệt nhỏ. Cũng còn. Nhỏ là hổ hành nó không có bị hao. Hao mà nó không có hơ. Mấy con nó đâu đi? Nhỏ mà con lự. Để nó. Rồi. Điện thoại. Đi điện cho vô có gì thăm chứ. Rồi điện thoại nữa. Tiếng nó dẫn mình đi vô trong khu nó đặt cái khu các bạn. Chạy các bạn đi về 100 mấy chục cây số. Mà bây giờ là 6 cái chưa con nào hết, lát mình phải nó có gắn mình đè, mình lấy gắn nó mình bán, mình đổ xăng mình về. Chứ giờ làm sao giờ? Thấy không? Giờ mình phải chơi cái kèo đó mới được chứ không không chơi kèo đó là không ăn thun gì với nó đâu. Ngoài có 3 ký mấy nhiều. Dẫn các bạn đi cho xa xa một chút nha. Đó, cảnh cảnh đồng thiên nhiên ha. Trời, quá trời cảnh. Cảnh đẹp ghê luôn, mà không biết khúc nào nha các bạn. Mình mới qua mình biết ở đây là ở đâu luôn á. Ngày nào mình biết mình nói điểm cho các bạn nghe xem nha. Giờ không biết điểm nào luôn. Nè, sầu riêng nữa các bạn thấy không? Đó. Lộm lộm. Lộm lúa. Cho mượn cái vỏ đi bán với số kiếm tiền xe xăng gì coi. Đâu? Nước ngập lắm. Cái này nước ngập chắc. Không ngập đâu rồi. Rồi ai đạp sụp lép bảy chưa rồi. Còn chuột. Ai đạp sụp lép tại. Đi sợ nó bước qua đó. Đâu cái nào? Rồi đi ra đây đứng lên đợi cho. Đây em đi vào bút bệnh đi. Hả? Em đi vào múc bệnh nha các bạn. Đây sầu riêng ra bông gió nè các bạn. Ra bông gió người ta cũng cắt hết mớ rồi. Đi hết nổi rồi, đứng đây ngồi đợi. Để nó có gà dính mình quay cho các bạn xem nha. Đi lần to con gà kìa. Không chết hả? Rồi, em nó không dính các bạn ơi. Mình quýnh cái bờ xa ghê đây ra ngoài chắc ngoài trăm gò đó thôi, đi theo xuôi đó kìa. Mày đưa tao thăm mới hên. Tay của tao là cái tay thượng xạ mà. Thiệt chứ bộ. Đây. Bước thục cái giò. Có không? Nó lỏng tiệm rồi. Coi chừng đằng kia. Qua đây qua đây. Nè ông ơi. Dằn cái chuối lên vậy mà không nhớ. Đặt bẫy mà đi thấy luôn ghê chứ. Thấy không thấy? Rồi cái cột nằm đóng đây đầu này rồi. Tha gác vô một đống. Đặt bẫy mà đứng dòm cho anh thấy luôn mới ghê. Sao anh phát ngoài cái lúc mà em hút thuốc mẹ nè. Trời ơi, tại vì đói bụng hút thuốc chơi cho nó đỡ đói mà. Không bớt đói hả? Ừ. Như đợt anh em đi Trà Vinh như vậy gì. Đói bụng hút thuốc liên tục. Nhỏ đặc gắn. Chúa ơi. Các bạn ơi. Cái kiểu này chắc chết nữa rồi các bạn ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, thứ gì mà chịu nổi cái mùa Tết này. Trời ơi, thôi rồi 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 rồi. Nó bít cái bẫy luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi. Vô kẹo ba con. Trời ơi, ba con gắn nhất không phải ghê chứ. Con gì? Bẫy nhất không. Đây, lấy đây, lấy đồ đây bắt coi. Con nhất bự anh ơi. Đưa đồ kẹo đây. Bự.
Nè, vậy đi. Bắt ra cho coi, trời ơi, 3 ngàn chiếc không? Phương, cầm Phương. Cầm bên đây nè nha. Thấy ghê vậy? Ừ. Con nguyên cái giường đó có nhiều. Đó đó. Có nhiều đó, nó bứng. Hai con rồi. Nó bứng hết cái giường, nó bứng hết cái giường đem về nhà luôn rồi. Trời ơi, hai con này. Rồi nhỏ. Đây, lấy nồi ra. Nhỏ nó sống rồi. Có thùi, có thùi. Có gì mà chịu nổi anh ơi. Có gì mà chịu nổi. Nhỏ là trời không hả? Chị nó hỏi đâu rồi. Cái đó cái ổ ở trong mà. Ổ đó chứ rồi nó làm. Con bầu cũng còn. Nổi. Hai con nhất rồi hả? Hai ba con nhất lực luôn. Chứ rồi là hai con nhất ở trong mà hả? Ồ cái bẫy này có chút xíu mà các bạn nói là ha. Ai nói? Nào để xuống. Cho ra coi con bự ra trước đi. Ra coi đi đi đi. Ra ừ. Chạy luôn đi, đó, chạy đi cho tao chạy chạy đi. Chạy. 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 À như bắt rắn bỏ vô vậy. Bắt rắn dồn vô. Rắn dồn vô gì vậy? Mang mang đừng nói để cầm. Đây con dưới nhất không? Nhất hết rồi. Trời cầm cái bẫy này nhất hết rồi, không nào mà chạy khỏi chứ. Không con nào mà nhì chứ. Bắt rắn không cả này mà như bắt. Thôi thôi. Thôi thôi. Con này chắc gì? Con này nửa ký à? Hai con nhất. Trời ơi. Trời ơi. Cái bẫy nhỏ mà dính nè. Lộng lại luôn. Bẫy không gai ha. Bẫy không gai có nhiều nó dồn hết nhiều. Rồi. Con. 2 ký. 2 ký không? 2 ký. Hả? 2 ký. Khoái khoái. Chảy nước miếng. Chảy nước miếng. Chảy nước miếng. Thằng giờ đó, nãy đi với mình đó các bạn. Nó thằng là nó đau bụng quá. Mà ngược lại bây giờ là nó hết đau bụng rồi. Mà bây giờ nó đi nó càng đi nó càng sung nữa. Đi nó bỏ mình luôn. Còn có một thằng này giờ nó lu bu rồi. Sáng giờ có con lãi thả luôn rồi nè. Chết nào. Xong phiên. Hết lúa hay gì mà. Còn một lúa cũng nhắc luôn. Đó, thằng kia đi múc đắng kìa. Là ăn hai táo ăn. Nước lên ngập á. Tốt không phải. Ừ. Đó, giờ mới giấu nước đó. Em Phương á thì không có. Giờ mình đi theo em Tiến. Tiến à. Này hên à. Tại đặt với mấy ruộng làm gì dính mà thăm không? Đặt trong đây chứ cái ruộng nó làm gì dính. Dính mới sợ á. Thiệt á. Anh vẫn chơi với em luôn. Vậy luôn này tiếng bọn bảy ta. Bởi vậy. Cột này thấp quá, chỗ này không dính đâu. Cúc này thấp quá. Đốt quá đợi. Ba con rồi chứ sao vô ba con nữa. Bốn. Cái ba con hả? Chạy vô ba con vậy thôi chứ còn nữa. Ba con đó cũng gần 2 ký người ta mẹ rồi. Gần 2 ký á. Tới luôn cho bẫy mình đặt nó ra câu chứ anh chị. Thăm hai cái bẫy thanh đặt hai cái hai bên đặt chỗ nào đây đằng đây đằng kia
tè, con bọt xe xe thu thanh cái này không phê cây đặt bẫy mà đi kiếm gì đó. Đó đi kiếm lo đi, đi coi ra bẫy chỗ nào đi kiếm gắn đi không lo. Ai bịt lúa này có ai à? Đang tiếng ăn đây là nát đò nát rồi hả? Nát rồi mà bây giờ nó kêu mình đi đà đặt hả? Rút lô hả? Rút luôn hả? Thì hết nổi rồi các bạn ơi. Cô Tí này dẫn gì đi mà ngay đi giờ hết biết đường đi luôn. Tính về giờ theo cô Tiến có ông nào cũng đi vô săn của ông mà giờ không có luôn nữa. Giờ mệt quá nằm nghỉ luôn các bạn ơi. Đuổi quá rồi. Phương nó dở lên cái chuột chết. Giá là cái chuột chết 12 con chuột chắc nay đi xong luôn rồi. Tiếng hồi nữa lại con gắn gì mới được. Nản gì đâu nản. Ở nhà em thách anh biết không, nguyên từng nay là bán được có 100 ngàn. Tiếng hồi đưa Phương con gắn gì. Anh thì khỏi đi. Anh lắc lấy con gắn nhất đủ tiền xăng đi về được rồi. Chỗ anh em nhà phòng. Ừ. Còn 6 cái nè. Rút tùm lum thôi. Gắn gít gì mà chỉ đi qua đây làm báo anh phải chạy từ bển qua đây đi về trăm mấy chục cây, 200 cây, 200 ngoài 200 cây số. Lạnh gì bên anh lạnh dây chạy đùng đùng. Chạy lan tàn vô. Anh xuống anh thăm cái nha các bạn. Đồ mấy thành mới đặt cũng thầm hồi nãy giờ cũng gần hớ luôn. Mà chưa thấy con mặt mũi con gì hết. Nhõng đầu như dạ. Hơi nặng nặng nha Phương. Wow, cỏ lý. Cỏ lý, cỏ lý rồi Phương ơi. Cỏ lý à. Cỏ lý, cỏ lý. Chắc vô nhất luôn chứ ký nữa ký gì. Bắt cái bẫy bự rồi luôn. Bẫy này nhỏ rồi. Đây bắt ra luôn đây. Đó, qua cái luồng mới anh tự đặt đi, đi theo một tiếng. Mệt. Đó rồi, nhìn. Xong lấy cái ghim. Mình rút được gọt xong. Nhiều nhất luôn. Trời ơi, bị cọc cái đuôi luôn, ghê chứ. Gọt phóng ruộng. Thấy chưa? À, con đầu tiên ha. Cái đằng kia bị mất chuột á. Ở anh đặt đây có con nhỏ nó câu rồi. Nhỏ đi câu. Đặt đây con cá một vậy hả? Dạ đẳng nữa. Ăn để đẳng vô đằng đây đằng này anh chưa đặt, đặt thử thôi đó. Có quà cầu không? Có quà cầu anh xuống cái nhà anh xin đặt 4 cái với anh kia 2 cái. Dạ. Tại vì bên cầu anh cùng đường á. Nè kiểm tra coi được chưa để họ đi mất cái rồi à, đổ thừa à. Anh bắt chuột bỏ vô dây này chưa thấy gì nữa. Phương thì chưa đến nữa biết có đặt đâu không. Thành bữa anh đặt đây cái này. Cái lộn này thì nói chung ra mới rồi nha các bạn. Thành mới đặt luôn rồi bảy cân đâu rồi chà cái này căng này. Đây
một con luôn. Mùa này chưa có hơi, nhưng mà bữa nay được con bự đó chắc cũng đủ tiền xăng rồi nha, có em Phương tội nghiệp. Giờ thằng khu này thằng có 4 cái, nhưng mà không biết có hay không thì không biết nha các bạn. Đó, anh thấy cái bẫy này trống lỏng rồi. Bẫy này đâu có rồi, cái chắc trời nặng nặng nha các bạn. Nặng nặng mà không thấy phân, nặng nặng không biết có hay không. Chà, có lý nha các bạn. Đặt chơi chơi vậy mà có lý nha. Một cái. Đây, một con. Quá là ok nha các bạn. Thêm con bự nữa. Có lý nha. Rồi anh lấy cái bẫy Sico thành đặt lại nha. Đây, còn có một cái nha các bạn. Biết con hành nữa các bạn ơi. Dạ, khu này bẫy lại cho mới được. Nắng quá cô chú anh chị ơi. Kiếm ba con rắn chất lượng không? Mình vừa gọi mình bên kia mình nãy giờ sao lạc cái bẫy mình đặt 4 cái mà lạc cái bẫy nãy giờ không có 3 cái à. Rồi cái này mà nếu ai không biết nữa đâu được phải không? Ủa, hai con cái bẫy này, hai con các bạn ơi. Trời ơi, tính là một con. Tới công chuyện nè. Trời ơi, bẫy hai con. Trời ơi, chứ cái bẫy bự quá. Là con ba con nhì chứ không được nhất nữa. Để đâu con nhất. Bẫy này nè, bẫy là một con chắc cú nè. Một con là chắc cú luôn á, con nịch luôn các bạn. Này. Một con là chắc nịch luôn. Thằng kiếm này cái bẫy kia ra sao hả? Đặt thằng kiếm hoài không có. Xuống luôn các bạn. Chắc nịch luôn. Rồi, để Thanh đi kiếm cái bẫy kia có không có, Thanh qua cái kia Thanh mấy cái kia đó nha. Bữa nay bẫy Thanh cũng gần hết rồi. Thanh đây con cái nữa nha các bạn. Có lý nha, có lý nữa nha các bạn. Nhưng mà trong cỡ 4 năm mấy năm lạng rồi nha. Chà, không để mấy chiếc cua vô. Hơi mệt đi chứ. Lụm. Lụm lúa, lụm lúa. Đi.
không có đem bẫy xí cua thấy không? Là con cái một cái này đó, rụm lúa kéo lên thấy nặng nặng, dở đây thấy cục phân là cái khâu hành này. Rụm lúa dở lên đây thấy cục phân rồi là hữu hành này chứ không nữa. Đặt hơi tiếng không có tiếng nó kêu anh đặt bên đó đâu đặt đâu. Đây là gì? Hả? Ừ. Tại trong có hành gãy gì vậy? Em có xe lại mà. Rồi, để thành cột cây tôi lưới này nha các bạn. Đây cái nha các bạn. Thì không cái này nếu mà không có thì đặt sau á anh sẽ tính sao nha. Có bảy thằng đặt chỗ nào đó, bên đây dạ kín không, đặt sao cái chuột con, đặt sao cái thanh dời đi chỗ khác luôn, tại vì cái bẫy này giờ cũng thanh ra mà quốc lộ á, thanh thăm một cái nữa cái đầu thanh về, thành năm cái cuối cùng cái thành gì là cái bãi thành rút luôn, là cái đường đó đi mấy chục cây số rồi. Đây một cái bãi cuối cùng của ngày hôm nay. Từ đây mình về tới nhà mình cũng phải 50-65 cây đã. Rồi mình qua đây thăm rút cái bãi này luôn nha các bạn. Đây, cái bãi cuối cùng thành bỏ mình chạy về dọc đường. Trời ơi, ba cái ké đầu dữ vậy. Dạ. Dọc đường về còn cái đành luyện thử coi. Coi có con gắn nào không? Cái bự bự nữa. Đừng nói bự hơn con chừng nửa ký lô cái. Đây nha. Rồi, chuột không. Rồi em chuột còn sống luôn. Rồi, anh rút cái bãi ra luôn, tổng có số gắn luôn nha các bạn. Quá wow, chính con chuột trò bá nọ luôn. Chuột đâu có đâu, chuột thôi, chuột còn. Ủa trong này có dấu giò, biết có ai đặt không Phương? Coi coi có đồng nghiệp nào nhét cái bảng đây không mà có cái dấu à? Đó. Có không? Hả? Thấy có dấu giò để đó. Hả? Đây, bữa nay túi gắn của Thành đây. Hả? Con chuột này gì nè. Con nào mà nói chuột cái trời. Hồi ghen hồi gặp luôn. Hôm qua cũng có túi nè, clip kia cũng có túi này gắn cũng bành bành, cái này cũng bành 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 không. Sướng không? Quá sướng. Tối vậy. Rồi, anh cũng kết thúc clip rồi nha. Hẹn con chú anh chị sau, chúc con chú anh chị xem rất thư giãn cùng với Thanh nha. Thì nay chuyến đi đặt bẫy xa ở tỉnh bạn nha. Rồi, bye bye.